Đầu tiên là cái mảng đầu tiên là cái phần về planning về tin học hóa, thì trong này nó lại gồm có hai cái. Thứ nhất là các cái chính sách về tối ưu, thứ hai là chúng ta lên cái kế hoạch để tối ưu. Tại vì là về thực ra là về tin học hóa tức là chúng ta tối ưu cái quy trình thực hiện, chúng ta tối ưu cái quy trình thực hiện hiện tại. Quy trình nó rườm rà hoặc là nó chạy bằng tay, nó chậm thì chúng ta phải tối ưu nó. Thì tối ưu thì nó liên quan đến chúng ta phải có cái chính sách liên quan đến đến tối ưu cái quy trình. Nếu mà công ty hoàn toàn happy và cảm thấy thoải mái với cả cái quy trình đấy thì không cần phải tối ưu, thì chẳng cần tối ưu để làm gì cả. Thế còn khi mà chúng ta đã có chính sách là bây giờ trên chỉ đạo là bây giờ phải tối ưu thì chúng ta phải có chính sách trước, sau đó chúng ta sẽ lên cái kế hoạch để thực hiện các cái chính sách đó. Rồi sau đấy chúng ta sẽ phải có phần đánh giá xem là với cái kế hoạch tin học hóa như này thì nó có mang lại lợi nhuận như nào, thì chúng ta sẽ có một số các cái bộ số. Cái này những các bạn học kinh tế thì sẽ rõ, ví dụ như là ROI là return of investment, tức là cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ lợi nhuận. Hay nó có một cái công thức, tức là chúng ta sẽ ví dụ chúng ta mua một cái nhà 5 tỷ, xong rồi sau vòng 5 năm chúng ta bán được 7 tỷ chẳng hạn, thì cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta nó sẽ là chúng ta lấy cái chúng ta lấy cái như sẽ là bao nhiêu năm à, ví dụ như là 5 tỷ đi mà bán được 7 tỷ thì chúng ta sẽ lấy cái phần 7 tỷ này trừ đi 5 tỷ và chia cho 5 tỷ đúng không, là chúng ta sẽ lãi được bao nhiêu phần trăm đấy, mấy chục phần trăm đấy. À, thế còn cái PBP là cái payback period, tức là cái thời gian mà lúc này chúng ta sẽ đạt được cái ngưỡng hòa vốn. Đấy, đó là payback period. Còn một cái nữa là cái NPV này, thì cái này DT thì thường nó không hỏi. Còn cái khái niệm của nó là ví dụ chúng ta đầu tư một cái nhà ví dụ như là 5 tỷ đi, và chúng ta tính xem là ví dụ là 5 năm nữa chúng ta bán, thì khi đó ấy, cái giá trị nhà lúc đấy ví dụ như chúng ta ước tính là ví dụ 5 năm nữa chúng ta có thể bán được cái nhà với giá 7 tỷ. Đấy, nhưng mà cái 7 tỷ đấy nó không giống như cái 5 tỷ hiện tại, có thể lúc ấy nó trượt giá rồi, cái 7 tỷ đấy nó không không nó không bằng cái 5 tỷ bây giờ. 7 tỷ đấy so với cái thời điểm hiện tại bây giờ nó chỉ là khoảng tầm 6 tỷ rưỡi thôi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Ngoài ra chúng ta phải tính thêm một số các cái chi phí mà để duy trì nó, ví dụ như là trong vòng 5 năm nữa thì cái nhà đấy tôi ta mất rất nhiều các cái chi phí để bảo trì nó nữa. Và cái chi phí bảo trì chúng ta cũng phải tính ngược về thời điểm hiện tại, là 5 năm nữa chúng ta mất tổng 200 triệu để bảo trì, thì cái 200 triệu đấy tính ngược về giá trị hiện tại là 200 triệu đấy tương đương bao nhiêu, thì cộng tất cả các cái khoản lợi nhuận thu về rồi trừ đi các khoản chi phí tính theo cái giá bây giờ thì chúng ta sẽ thu được một cái giá NPV và net present value. Thì cái net present value này nếu mà nó là dương thì chúng ta đáng để đầu tư, và nếu nó là âm thì chúng ta không đáng để đầu tư. Những cái này nó lưu ý là trong những cái này, trong cái net present value này nó có cả chi phí vốn nữa, tức là chi phí cơ hội ấy. Kiểu như là ví dụ như nếu cái tiền này mà tôi mà không không đi mua nhà, tôi đi đầu tư ngân hàng ấy, thì tôi lại kiếm được khoản lời, thì nếu thay vì cái khoản lời đấy ấy, so với cả cái khoản này thì cái khoản nào lời hơn đấy, tức là tôi như vậy tôi mua nhà thì tôi mất đi một cái chi phí cơ hội là đi đi gửi tiền ngân hàng, thì cái này nó cũng tính vào trong này luôn để nó tính xem là mình có đáng để đầu tư hay là không. Sau khi mà đã có cái planning về tin học hóa rồi, đã có cái kế hoạch về đầu tư rồi, thì sau đấy chúng ta sẽ triển khai, thì chúng ta sẽ có hai cái phần gọi là liên quan đến triển khai từng triển khai từng cái dự án ấy. Đấy, tức cái kia là dự án, cái kế hoạch tổng thể. Thì bây giờ sau này chúng ta sẽ phải có kế hoạch đơn lẻ, ví dụ cách tổng thể là chúng ta sẽ tin học hóa một cái mảng này, thì một cái mảng này trong này nó có thể bao gồm nhiều dự án. Thế thì chúng ta phải phải có những cái kế hoạch đơn lẻ, và chúng ta phải có một cái program management, tức là có những cái dự án ấy và nếu mà triển khai đồng thời kết hợp với cả một số dự án khác ấy thì nó hiệu quả hơn là triển khai một cách độc lập. Bởi vì những có những dự án nó liên quan đến nhau thì nếu như mình có thể triển khai một cách đồng bộ thì nó sẽ tốt hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái program management là để kết hợp các cái dự án mà nó có thể phối hợp được với nhau, vì nó cũng liên quan đến cái tiến độ triển khai ấy. Thì nếu mà cái dự án mà liên quan đến nhau mà triển khai đồng bộ ấy, thì chúng ta đặt nó vào thành một cái chương trình, một cái program, thì chúng ta quản lý triển khai nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ còn tất nhiên là dự án thì nó phải độc lập, nói chung là dự án thì nó sẽ độc lập, thì thế như thế nó mới gọi là dự án. Chứ nếu mà dự án mà lại không thể triển khai được, nếu như mà lại phải có dự án khác thì nó ấy không gọi là dự án. Nhưng mà nếu có thể kết hợp được, trong một số trường hợp có thể kết hợp được thì nó sẽ ok hơn, thì chúng ta sẽ kết hợp lại thành pro. Đây, bây giờ mình sẽ nói luôn Ví bây dụ giờ như nhá. trong cái phần Đây mình sẽ tham gia vào đâu? Thứ nhất là mình tham gia vào cái phần này. Mình tham gia vào cái phần tím tím này này. Hai cái phần tím tìm tím này này. Và mình tham gia vào những cái phần individual computerization này, mình có thể tham gia vào program management này này. Được không nhỉ? vâng Thế thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết là cái ideal model ở trong cái phần tối ưu, cái chính sách liên quan đến tối ưu là cái gì. Thì đầu tiên ấy, để mà triển khai được cái nếu chúng ta ra được một cái chính sách về tối ưu mà nó liên quan đến 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 tin học hóa thì
thì thường là người ta sẽ có một cái model hay một cái framework để chúng ta đi theo, chứ chúng ta khó mà ngồi mà chúng ta nghĩ từ đầu được. Người ta sẽ có một số các cái model hoặc cái framework để hỗ trợ cho mình trong cái việc đấy, để mình có thể tham khảo và từ đó mình có thể chỉnh sửa đổi trên cơ sở trên cái model hoặc cái framework đó. Thì đối với cả cái việc mà ra được một cái chính sách tối ưu cho tin độc hóa ấy, thì chúng ta thì nó có cái model sau, nó gọi là ideal model. Thì trong phần này ấy, trong phần này người ta đưa ra một cái khái niệm gọi là enterprise architecture hay còn gọi là EA ấy. Thì cái này ai quan tâm ở trong một cái doanh nghiệp, cái này cái nếu mà trong tin học ấy, thì cái người mà quan tâm đến cái model, cái ideal model này ấy, hay là cái này cái framework đây, là hay là những cái framework liên quan đến cái enterprise architecture này, thì là cái đội kiến trúc và giải pháp. Đội kiến trúc và giải pháp họ sẽ phải đưa ra cái chính sách về optimization đầu tiên. Thì thông thường họ sẽ dựa vào các cái framework, thì họ dựa vào cái framework mà cung cấp cho họ cái nền tảng EA này. Đấy, trong cái nền tảng EA này nó sẽ có bao gồm những cái kiến trúc về business, kiến trúc về data, kiến trúc về ứng dụng và kiến trúc về công nghệ. Thì cái đội kiến trúc và giải pháp ấy, đấy, đội kiến trúc và giải pháp thì họ sẽ nghiên cứu cái kiến trúc doanh nghiệp này, gọi là enterprise architecture này. Đấy, và họ tham khảo một số các cái framework để họ đưa ra được một cái model cho một cái giai đoạn cho doanh nghiệp. Nếu tất nhiên họ không có framework thì họ phải ngồi họ tự nghĩ rồi, còn thực ra là người ta đã đưa ra một số cái framework để tham khảo. Thì có hai cái framework phổ biến là framework Jackman và framework Togaf.